Rốt cuộc cũng có thanh niên này ra không được hả bạn? Rốt đi con đỉ. Sắp phận rồi. Giết tao đi. Lại với mình đây. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game Horrorfield các bạn. Và hôm nay mình sẽ không chơi Survivor nữa. Mình sẽ chơi con quái vật các bạn. Như lần trước các bạn có thể biết là mình chơi mấy thằng sinh tồn này thôi. Đây bên này, bên góc bên phải đây. Và hôm nay mình sẽ trở thành cái gì mà em muốn lộn vậy? Không nói nhiều nữa, vô thôi. Ok các bạn. Và mình chưa nói bạn là map này map mới nha. Nên chút nữa mình sẽ chơi thử con sinh tồn nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ không chơi Survivor nữa. Bên này em ơi. Trời, nhiều thế. Chơi hết, đó. Mày rồi xong rồi mấy em ơi, tao tới nè, chạy đi, lần đầu tiên tao chơi con này nó, mày chạy đi. Trời ơi, dồn lần theo chân chạy nhanh nè, trời ơi, chạy đi. Hả, nhiều cửa vậy? Cái gì? Có cửa sắt nữa bạn, khó chịu lắm, thề luôn. Thề với bạn là có cửa sắt bao khó chịu. Mẹ nó sửa gì nhanh vậy? Nó sửa gì nhanh vậy? Tại mày chơi còn gà hai cái vậy? Rồi anh ơi. Khỏi chạy đi bé cưng. Mày sao? Hai thằng luôn. Trời. Mày đâu ứng đứng lên sao được em? Rồi luôn. Nghỉ xíu mày ơi. Rồi ấy. Trời ơi. Chạy. Được không? Đó, mấy bạn đâu? Cứu đi, mình cứu đi. Hết hồn má. Tưởng cứu nữa. Ê, chạy. Chạy đi. Mày chạy đi. Đâu mấy em ơi, ở đâu rồi? Sao làm tốc độ ta? Không đây à. Cây nha. Kiếm mệt nha. Mày đâu? Đây. Chạy không để đủ mé. Rồi sao thằng nữa. Rồi còn mình ông kia hả bạn ơi. Em ơi còn có cái máy hả bạn ơi. Không chơi cam nha. Nua cam in game. Cam cho chó lắm. Xị đâu. Ở đây. Nhưng hôm bữa mình test game là có một căn phòng mà không con này vẫn có cửa để nó đạp vô được, nhưng mà kiểu như mình núp nó rồi núp cả game luôn không ai biết luôn nè. Đáng tiếc là mình test game mình không quay lại. Test game sao quay lại má, đúng không? Con này cũng núp ghê lắm mẹ, mình cũng chả biết đâu luôn. Mình phải dùng mấy skill nè mấy bạn. Không nạn. Trời ơi, ba thằng chết rồi, còn mình ổng thôi. Sửa máy, chết bà rồi. Power on rồi. Rồi, em ơi. Rồi, xong luôn. Mày sửa máy. Rồi. Cái này nó tự chạy tới nha, mình không biết nha. Đứng lên ông, đứng lên chơi tiếp thôi. Mình còn nhiều game nữa nè. Này ra là mình chơi map này luôn các bạn. Mấy mày có thể tạo lên game khó mà. Hồi nãy là mình chơi cái game. Ui, trời mới vô luôn. Trời. Thôi rồi. Nó tàn hình đó bạn, cũng này. Sử dụng tàn hình nên không thấy dấu chân luôn. Nè, cái phần căn phòng này nè bạn, căn phòng rồi xong. Có đứa núp trong đây chắc luôn. Lốp. Lốp đấy. Ủa, rồi. Ủa? Nè ní, game này khó nè. Mù la không nhẹ luôn á. Thấy chạy theo đó mà ta. Ủa gì vậy? Né. Chạy đi men để tao đập cửa đó. Kiểu đập cửa lấy kinh nghiệm rồi mấy này ghê quá vậy. Ủa mẹ. À. Ít nhất phải có một thằng cho tao. Cây thế. Nó đâu? Hai game khó thế. Rồi mày chạy. Ủa mẹ mày chạy. Rồi ít nhất là... Ước cuộc cũng có thanh niên này ra không được. Bước đi con đỉ. Số phận rồi. Giết tao đi. Cuộc sống mà. Ok bạn, dán tiếp theo và trở về cái map cũ bạn ơi.
mấy cửa bên đây khó chịu quá cứt ra luôn. Ok, mình đã từng bị chua nên mình biết rồi. Phải rồi vậy. Từ từ mấy anh hai, nãy pha nãy khó á. Chỉ có mình bạn kia số nhỏ cuộc sống mà thôi. Thầy ơi, có tiếng người, la lên đó. Đó thấy chưa, mình nói mà chỉ riêng nó la lên nó để nó phân tâm mình thôi các bạn. Nhưng mà thật sự đây có người đi ghê con người. Trời ơi, ghê à, một phát luôn. Chạy em đây là ngon à. Cởi tao là quẹo liền. Cam, em không cam, chơi game nè. Chơi game cam nè. Đúng rồi. Đâu, ơi nó sửa máy mày. Hết cửa đê, thuận tiện cho việc về sau bắt mang đĩ này. Lé. Lo phá cửa là hết game rồi bạn. Dung chân, lé. Chân. Này, hai hàng luôn. Ngon vậy. Trời. Tao còn trời ơi làm gì. Không cứu đâu nha. Tao trở lại nè, cứu ăn cứt. Rồi xong. Mày cứu. Trời ơi. Số kìa. Ok các bạn ơi. Mình trở lại cái map này đây. Cái map này là map gì mình cũng không... map tempo. Nghĩ quá nha. Ba chỗ này xa lắm bạn. Nó túc dưới kia luôn. Mình dùng cái la bàn nên mình biết bạn. Nên sửa cái này nó lại có hấp thu cái bộ dụng cụ nên mình sửa nha. Như đang lên, nó đang lên. Cái map này chôn siêu vui lắm, mình thề các bạn luôn. Kiếm căn phòng bí mật của mình á. Đây nè. Ngồi đây cả ngày luôn. Ý, có cái máy. Chết bà nổ. Im. Đừng để ba chua đập cửa. Ê, nó tới. Từ từ thôi. Căn phòng bí mật vậy. Đó. Đừng đủ mép ở cửa. Đi rồi các bạn. Căn phòng đúng bí mật luôn á. Chết bà nó kế bên. Tưởng nó không biết bạn. Em mới đập cửa luôn. Thì bí mật. Nhưng cái đó nó che lại mắt ta. Chơi lại trận này các bạn. Chơi lại để thắng bạn ơi. Sự máy đâu vậy? Gây. Trời. Nó cũng gần đây lắm đó mà. Đi rồi. Hả, chơi game này kiểu như mình nhập vai vô luôn. Ui vậy. Đúng vãi chết luôn. Sử dụng la bàn rồi. Đi hả, quay lại. Mình đang đi chỗ nó luôn á. Chết. Chết ngay đấy. Tao cần một nhà nó cư trú. Không là chết tao á. Đây là một cái cổng nè các bạn. Cổng đây đi ra đó các bạn. Đi ra đó các bạn. Thông cảm nha mọi người, nó xàm vậy thôi chứ. Im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Nó bao vô. Để mấy anh kia nó mở cổng rồi nè bạn. Đó, mình mở nè. Mở mình chờ kia bạn. Trời ơi, trễ rồi. Phát rồi. Chôn. Anh cục cức. Còn mình còn chôn được. Yên tâm. Mày đâu? Hey, what happened? Em thôi. Cười cực. Ok các bạn, nếu bạn thấy video này hay, để lại cho mình một like, một subscribe nha. Ngoài ra chia sẻ để tạo động lực cho mình làm tiếp các video tập sau. Bye bye.